Lê lê nó nở, lê lê nó nở. Lê lê nó nở. Anh thằng ơi, nó nở. Hello, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi tìm ổ le le rồi xem được bao nhiêu trứng nha. Có một số ổ mình biết và một số ổ là mình chưa có thấy. Bây giờ mình đi tìm, mình sẽ dẫn các bạn đi tìm ổ le le nha. Đây là những con le le nó bắt cặp rồi, nó đang quần ổ, nó giành ổ với nhau. Đây mình kiểm tra thì cái ổ này xem. Các bạn thấy cái đường ga vô của nó là nó có một đường đi nè. Rồi giờ mình qua bên đây. Cái ổ này bữa hổm là mình lấy rồi. Ổ này bữa hổm mình đem con nó vô rồi. Rồi. Giờ mình sẽ kiểm tra cái ổ này nha. Wow. Đây là một con le le đang ấp nha, nó rất là hung dữ nha. Nó cắn cũng đau lắm đó. Nó phóng ra cũng đau lắm đó. Để mình kiểm tra xem coi nó được bao nhiêu trứng rồi nha. Đó. Đây, các bạn thấy này các bạn nè. Nó cái này các bạn nhìn nè. Đó. Nó quá trời hung dữ luôn. 1 2 3 1 2 3 4. Đây các bạn coi nè, coi nó nè. Trời không giữ. 1. Cái da da. 1 2 7 trứng. Ổ này là 7 trứng nha. Quay cận cảnh trứng đây cho các bạn xem nè. Anh thằng ơi, nó không giữ, nó cắn, nó nhảy lên đùi mình, nó cắn đau luôn á, đỏ một lần luôn á. Thằng ơi. Coi kìa, nó không giữ kìa. Coi kìa. Nó không giữ, thánh thần ơi. Chạy. Rồi, bắt đầu. Ê, le le nó nở. Le le nó nở. Thánh thần ơi, nó nở. 1 con, 2 con, 3 con, 4 con, 5 con. Ổ này nó nở rồi. 1 2 3 4 5, 5 con. Trời ơi, mình đi thăm mới đi thăm mà bữa nay nó nở rồi. Rồi mình coi coi. Ôi, ổ đó không phải ổ này. Cái ổ này là ổ khác nữa nha. Đây. Cái ổ đó vẫn 5 con đó là ổ khác, ổ này là ổ khác nữa. Bây giờ mình sẽ coi ổ này là được bao nhiêu nha. Coi ổ này được bao nhiêu trứng. Một hai ba bốn năm sáu bảy, mình thấy nó bay qua đây trứng nè. Rồi ổ đây là 8 trứng nha. Rồi ổ đây là 8 trứng nha các bạn. 2 4 6 8 trứng nha. Rồi mình để yên cho nó ấp đi. Còn 7-5 con đó chiều mình sẽ bắt vô. Mình coi ổ bên này coi nó có không. Không, ổ này không có. Mình đi mình dòm coi thử đây nó có đẻ bậy hay không. Hãy khi nào các bạn có nuôi le le thì các bạn liên hệ với mình nha. Ở đây, đây nó nở là nở ổ này. Trời ơi. Ô. Ổ này hiện tại còn một trứng là chưa nở nha. Đây, còn một trứng là chưa nở nè. Trong này là nở hết. Không biết cái vỏ nó đùa đi đâu hết rồi. Vậy mình sẽ để qua ổ bên đây cho nó ấp ké nha. Để qua ổ 8 trứng lúc nãy nè. Cho nó ấp ké. Rồi, để vô đó cho nó ấp ké đi. Vậy là ổ này 6 trứng nở được 5 con. Rồi tiếp theo mình kiểm tra ổ này coi, tôi có hay không. Ổ này chưa có luôn nha. Đây ổ đây. Đây mình kiểm tra ổ vừa này, bữa mình nghe chú mình nói là ổ này nó có vô rồi nè. Mà không biết nó có đẻ hay chưa. Để mình lại đầu đẳng mình coi coi. Ồ, ổ này nó cũng chưa đẻ luôn.
nó quần rồi, nó quần có lỗ hót rồi mà nó chưa đẻ. Đi kiếm trứng lè lè với bắt lè lè vui lắm các bạn. Nhiều khi lội xuống đìa trận lè lè con nó mới nở các bạn hay lắm nha, nó lặn dữ lắm nha. Để mình coi ổ này coi, ổ này cũng chưa có luôn, không biết nó có đẻ bậy hay không nữa. Để mình coi vòng vòng đây coi coi nó có kẻ đẻ bậy trong này không. Thường thường cái ổ vậy đó, nhưng mà kế bên nó đẻ kế bên chứ, hoặc là đẻ ngoài rừng ngoài cỏ ngoài chứ nó không có đẻ trong ổ. Làm có ổ có nhà sẵn hết trơn mà nó không đẻ. Bây giờ mình đi qua bên đây coi, ở đây có một ổ nữa nè. Đó, thánh thần ơi nó không giữ. Nè các bạn nhìn xem nè. Ổ này khó lấy ta, khó coi. Coi kìa, nó không giữ, quá trời không giữ rồi. Nó không giữ rồi, nó không giữ rồi. 1, 2, 3. Ổ này 8 trứng nha các bạn. Nó không giữ quá, mình để cho nó ấp nha, nó không giữ quá trời. Đây nào. Đó, quá trời không giữ rồi. Đó. Thôi mình để cho nó ấp, nó 8 trứng, ổ này 8 trứng. Để mình đi vòng vòng đây coi. Nhiều khi mình đi dưới cỏ này nè, mình mà lỡ đạp bậy cái là rồi nó đẻ. Mình phải quan sát cho kỹ. Ổ này bữa hổm nó cũng nở một ổ rồi nè, mình lấy rồi. Đây ổ này, mình coi ổ bên đây coi. Ổ này không có. Và mình nghe chú mình nói có một con nó cái ổ nó ở đây nè mà nó đẻ ở ngoài mà mình kiếm nó không biết nó chỗ nào nè. Đây đây. Đây có một ổ nha. Đây các bạn xem. Làm gì? Không giữ. Cần làm gì? Cần không giữ. Làm gì? Chạy. Các bạn nhìn xem trứng đó nè. 2, 4, 6, 8, 10, 10, 10, 10 trứng, 10 trứng. Làm gì? Ổ này 10 trứng nha, con này nó ấp 10 trứng. Nó không giữ. Thôi mình đi kiếm ổ khác, mình để cho nó ấp đi, mình đi kiếm ổ khác. Đây, đây một ổ nữa, mà không biết nó có hay không. Trong ổ này có nè, đây nó trong ổ nó hết hồn. Mình không biết là nó mấy trứng nữa, để mình kiểm tra coi. Hai bốn ổ là 6 trứng nha các bạn. Đây mình quay các bạn xem là 6 trứng nè, rồi nó không giữ nè. Này là le le nha. Thôi cho nó ấp đi. Để mình đi qua bên kia coi. Ở đây thì mình chưa có gào tường, mình chỉ gào lưới cước thôi. Còn trong đây là chuồng heo của mình. Mình để quay heo cho các bạn xem nè. Heo, bè heo này là bán Tết nè. Đó,
heo hiện tại là khoảng hơn 90 kg nha. Còn bên đây là heo con của mình, bầy heo này từ 15 đến 30 kg nha. Đây. Còn bên nái bên đó nè. Thôi để mình đi coi ổ le le. Xong mình vô nghỉ xíu. Nó không dữ quá trời. Đây có ổ nữa. Hơn ổ này nó chưa vô. Nhưng ở đây nó xuống nước không được á, đằng đằng kia nó có cái đìa. Nó đằng kia nó có cái đìa, cái ao á là nó xuống dưới đó, còn đằng này là như giường rộng quá không có nước nó không chịu. Le le là nó phải sống dưới nước nha các bạn. Để mình coi ổ này coi. Coi ổ này cũng chưa có luôn. Đặc tính của con le le là nó sống hoang dã, nó sẽ sống dưới nước và nó ăn cũng dưới nước nha, các bạn cho ăn khô nó không ăn đâu nha. Nó ăn dưới nước á. Đây. Đây nè, đây là cái miếng lưới mình để cho nó ăn nè. Đó. Thấy không, mình đổ lúa nè, đổ lúa với nước, các bạn thấy lúa không đó. Đổ lúa với nước xuống đây cho nó chung với nước cho nó ăn. Còn các bạn cho nó ăn trên bờ là nó không ăn đâu. Còn đây có mấy con ruồi lính đen nữa nè. Các bạn nhìn kỹ thấy có thấy mấy con ruồi lính đen nữa đó. Le le mà nó ăn ruồi lính đen là nó đẻ rất là sai luôn. Cái chạy lớn bên kia là nó đẻ khoảng 5-6 trứng à. Nhưng mà cái này mình nuôi thử nghiệm, mình cho ăn ruồi lính đen á, là nó đẻ con thấp nhất phải 6 trứng. Còn con nhiều là phải 10 trứng đến 11 trứng nha. Rồi để mình quay mình bắt cái bầy le le này xong rồi mình sẽ cho các bạn xem nha. 2, 4, vẫn có 5 con à. Đó. Đây, phóng to lên cho các bạn xem nè. Đó, các bạn nhìn thấy dễ thương không? Đó. Các bạn thấy 5 con nó mới nở hôm nay luôn, hôm qua là chưa nha. Hôm qua coi là chưa khẽ mỏ luôn. Sáng hôm nay đã nở xong hết trơn rồi. Rồi bây giờ các bạn sẽ muốn bắt nó là ở dưới nước là một vấn đề đó. Tại vì bây giờ ở dưới nước là bạn là loại lại bắt nó là con nó lặn liền. Lặn hay lắm, nó mới nở rồi đó chứ lặn hay lắm. Mẹ nó dữ lắm. Đây là mấy con ốc với mà mấy con bắt cặp mà chưa đẻ nữa nè. Nó vẫn còn không dữ lắm. Hồi nãy nó ấp nó còn không dữ nữa mà. Mấy con nó giữ con khéo lắm. Ở chỗ mình là chuột nhiều lắm, nhưng mà bữa hổm cái bầy kia mình để nó 3-4 ngày ở ngoài cái bờ này nè. Mà không sao, chuột không ăn được nó, mẹ nó giữ hay lắm, mẹ nó úm. Mình lại là mẹ nó rượt mình, hai con nó dí vào chạy vòng vậy. Nếu mà mình bắt nó thì mình chịu khó mình cho nó cắn chút xíu, hơi đau thôi chứ không có gì hết á. Còn mình nhát mình sợ mình chạy là mình không bắt nó được. Một chút xíu là con nó chạy trốn mất tiêu chứ à. Các bạn nhìn xem hồi nãy nè, nó ra mình nãy mình ngồi mình quay á, nó ra nó chạy ra nó quất cái hai thẹo nè. Cái này là cái móng giò của nó. Ra nó quất nè. Đây là le le con này nha các bạn. Đây. Năm con nó ngủ đây nè, tính đâu nó ngủ bên giường bên kia mà vừa ra thấy luôn bắt luôn nha. Còn con nữa các bạn. Đây mẹ nó giữ nó. Coi nó có trốn gì đâu. Tiếp đây này. Nó trốn các bạn ơi. Đây, 5 con le le con nha. Quá trời đã. Đây 5 con. Ê, con này bị gì vậy? À, nó gãi. Nó ngứa tưởng nó không bị gì. Đây là mẹ nó nè. Đó, con mẹ bập bù à. Đây mẹ nó nè. Không biết con mẹ hay con cha nữa. À, nó chưa thấy con đó. À, thấy con nó là nó đi lại à. Đó. Nó đá. Nó nhảy vô luôn á, nó nhảy vô đè con đó. Rồi. Rồi, không giữ. Rồi các bạn ơi, giờ mình bắt xong rồi, ban ngày mình bắt cực quá, ban đêm cho nó ốm gì đó, mình vô rồi mình bắt cho nó tiện cho nó dễ. Ở trong nhà mình còn mấy con nữa, bỏ con chó này mình nó lụm hết 7 con rồi. Để cái thùng ngoài rồi nó ngã rồi nó cắn bọc 7 con. Rồi mình đi vô nhà mình dẫn cho các bạn xem cái bầy le le nãy trước đi.
mới cho nàng nó ướt quá. Đây, đây cho các bạn coi rõ nè, nó còn ướt nè, nó lại bóng đèn nó sưởi ấm này nha. Một tí nữa mình lấy bóng đèn xả tóc đó, rồi mình sưởi ấm cho nó. Chút nữa mình bỏ bầy này chung luôn. Bây giờ mình bỏ mấy con này vô nha. Mình phải tách nó ra, tại vì mấy con bự á, nếu mà bỏ mấy con nhỏ này vô là nó lấn, mấy con nhỏ này nó chèn ép và có thể nó khó súng súng lại nó đạp là mấy con còn nhỏ này nó yếu á, nó chết á. Ổ này 6 trứng mà nở được 5 con nha. Còn trứng gửi ổ khác rồi, không biết nó có trống hay không nữa. Đây mình ấm bằng bóng đèn hồng ngoại nha. Này các bạn có nhu cầu nuôi lele con thì liên hệ với mình luôn nha. Lele con hiện tại cái này là mới nở thôi, một tới một tháng tuổi là 250 một con nha. Lele thịt khoảng 3 tháng rưỡi đến 4 tháng là 350 một con nha. Rồi clip của mình đến đây là kết thúc nha. Rồi các bạn thấy clip của mình hay thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.